bản cập nhật, bản cập nhật sự khởi đầu mới nhất của bản cập nhật mới lần thứ 3. Chắc cho người dùng chủ. Chào mừng các bạn quay lại đến với Chakito Gosum phần 2. Về thế hôm nay thì đã có những loại phiên bản kinh nghiệm tiếp theo. Đây là sự khởi đầu mới nhất của lần thứ 3. Bản kinh nhật của những ngày bản kinh nhật tiếp theo của Chakito Gosum phần 2 thì tiếng của cái con vừa chạy này đã có tự nhiên âm thanh rồi. Và chân của khủng long đã có thay đổi màu sắc. Motorbike Jung Jungri Motorbike. Nhưng mà đây là bản kinh nghiệm tiếp theo rồi, bản kinh nghiệm mới nhất. Đuổi theo Jaco Jungri, đuổi theo Jaco. Bắt đầu tăng tốc. Tăng tốc nào. Dùng mình cái loại xương này để thể đối đầu để đánh giờ Jaco. Bắt đầu thôi. Nén xương. Bắt đầu thôi, tăng tốc.
tăng tốc. Cuối cùng nén xương Neo jetpack flying. Vậy jetpack flying mới nhất. Lần thứ ba, bắt đầu tăng tốc. Tăng tốc. Thank you.
bắt đầu tăng tốc lần thứ tư. Đừng bỏ cuộc, mình sẽ thành công thôi. Tăng tốc. Ôi không được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc phần dịch ở đây. Nếu ai nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo. Biệt.